Good afternoon, Tri Lim. Thân chào các bạn thân mến. Một lần nữa xin trân trọng giới thiệu với các bạn dòng sông Yarra của thành phố Melbourne, viên ngọc quý và tòa nhà Erika cao nhất thành phố Melbourne. Đây là những di tích văn hóa của thành phố Melbourne các bạn ạ. Các bạn thân mến, khi du lịch Úc Châu và tham quan thành phố Melbourne, chúng ta biết sơ qua những cái di tích lịch sử văn hóa thành phố Melbourne. Thành phố Melbourne ở phía đông nam Úc Châu, diện tích hơn 9.900 km2, tòa lạc chung quanh vịnh Phillip và dân số thành phố Melbourne khoảng 5 triệu người, là một đất nước đa văn hóa trên thế giới, và hàng năm có nhiều sắc dân trên thế giới về di dân và định cư ở nước Úc các bạn. Thành phố Melbourne được thành lập năm 1835, cho đến nay là gần 188 năm. Năm 1847, dòng người trên thế giới đổ về thành phố Melbourne tìm vàng, do đó thành phố này trở nên thịnh vượng và quy mô trên thế giới ở khoảng thế kỷ thứ 19. Từ đó, cảng hàng hải thành phố Melbourne trở nên sầm uất và phát triển mạnh nhờ có những di dân tìm vàng đến nơi này. Trước mắt các bạn, đây là một cái dòng sông Yarra và chiếc cầu bắc ngang qua bên dòng sông. Bên cạnh dòng sông là những cái tòa nhà cao tầng rất quy mô và vĩ đại của thành phố Melbourne, nơi quy tụ tất cả các công ty trên thế giới quy tụ làm việc ở những tòa cao tầng này các bạn ạ. Một ngày cuối tuần, khi các bạn dạo quanh dòng sông Yarra xinh đẹp của thành phố Melbourne và ngắm nhìn những cái phong cảnh thật tuyệt vời, đó là một cái thú vị sau một tuần làm việc các bạn. Các bạn thân mến, năm 1901 Melbourne được chọn làm là thủ đô của nước Úc. Đến năm 1927, Melbourne là trung tâm thương mại tài chính quan trọng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thành phố Melbourne đã thiết kế được rất nhiều cái di tích văn hóa lịch sử. Nơi đây là khởi nguồn của nền điện ảnh Úc Châu và nơi khai sinh bộ môn thể thao bóng bầu dục gọi là football của toàn nước Úc. Bây giờ là một cái môn thi đấu rất phổ biến của nước Úc các mà. Melbourne được đăng cai thế vận hội thế giới năm 1956 và quy tụ nhiều sinh viên quốc tế thích du học ở thành phố Melbourne. Ở Melbourne, về mặt giáo dục thì có nhiều cái trường đại học rất nổi tiếng như Đại học Melbourne, Đại học Monash, Đại học La Trobe, RMIT, Deakin, Victoria Uni, Swinburne, v.v. Và đào tạo với chất lượng rất cao. Do đó, hàng năm du học sinh đến tham du học ở nước này và đặc biệt là Melbourne rất nhiều các bạn. Các bạn thấy trước mắt các bạn, đây là tháp Erika cao 297m, nhất thành phố Melbourne. Nơi đây các bạn có thể mua những cái tiết kịch hoặc cái vé và lên đỉnh cao của cái tòa tháp cao này và có thể nhìn chung quanh thành phố Melbourne rất tuyệt vời. Các bạn, một buổi cuối tuần các bạn đi dạo sang dòng sông Yarra xinh đẹp của thành phố Melbourne và rất hiền hòa, bởi vì thành phố Melbourne duy nhất có một dòng sông này là dòng sông của Yarra River. Do đó được chính quyền thành phố có những cái tăng kế hoạch xây dựng cái con sông này rất là tuyệt vời các bạn. Melbourne là một cái thành phố có kinh tế đa dạng về tài chính, sản xuất, nghiên cứu, công nghệ, giáo dục và vận tải. Nhiều tập đoàn trên thế giới quy tụ về đây và làm việc rất là đông đúc các bạn ạ. Thành phố Melbourne có cảng biển lớn nhất của nước Úc và sân bay Melbourne cũng là sân bay quốc tế hàng thứ hai sau Sydney của nước Úc các bạn ạ. Các bạn thấy trước mặt các bạn đây là cầu Queen Bridge nối liền giữa trung tâm thành phố Melbourne qua dòng sông Yarra về phía St Kilda. Đây là một trong những cái cây cầu rất là cổ kính, lâu đời nhưng mà rất là
tiện lợi và hữu ích. Các bạn thấy trước mặt các bạn là một chiếc xe tram thân thiện của thành phố Melbourne, đưa tất cả các khách và du khách đi từ trung tâm về các mọi miền của vùng ven thành phố Melbourne rất nhanh chóng và an toàn và rất đúng giờ các bạn. Du lịch là vấn đề quan trọng của thành phố Melbourne. Mỗi năm gần hơn 2 triệu khách quốc tế và gần 8 triệu khách nội địa đã đến tham quan thành phố Melbourne với những di tích rất cổ xưa và nhiều văn hóa rất là đẹp. Tổ chức thế giới kinh tế thế giới xếp Melbourne là đứng hàng thứ tư trên thế giới về chỉ số sinh hoạt, về môi trường và tất cả các những cái lĩnh vực về an sinh xã hội được cái tổ chức thế giới được xếp Melbourne trên hạng thứ tư. Các bạn thấy cuối tuần người nhà ta tản mạo trên những cái cầu bắc qua dòng sông thư giãn, và nơi đây người ta có thể check in và quay phim những cái đoạn video clip thật đẹp khi du lịch thành phố Melbourne để làm kỷ niệm. Các bạn thấy trước mắt đây là tòa tháp Erika cao 297m, là cao nhất thành phố Melbourne. Nơi đây các bạn có thể định từ đỉnh cao các bạn nhìn thấy chung quanh thành phố Melbourne. Dòng sông Yarra là một dòng sông tuyệt vời, và bên cạnh đó là những cái tòa nhà building cao tầng của các công ty hiện đại trên thế giới. Buổi chiều hoặc buổi sáng cuối tuần, các bạn dạo quanh hít thở không khí trong lành từ dòng sông và tản bộ nhìn ngắm thành phố rất tuyệt vời, và có thể thưởng thức được những món đặc sản của tất cả các nước trên thế giới quy tụ về đây dọc các cửa hàng hai bên bờ sông Yarra River các bạn nhé. Năm 2011 đến 2017, Melbourne là thành phố ưa chuộng nhất thế giới. Giao thông công cộng ở thành phố Melbourne là xe tram, như trước mắt các bạn nhìn thấy, là rất thân thiện và hiện đại, bởi vì xe tram này chạy bằng điện, không ảnh hưởng đến cái môi trường, do đó rất được mọi người rất quan tâm. Hệ thống giao thông công cộng tuyệt vời trên thế giới với xe tram là đặc trưng thân thiện của thành phố Melbourne các bạn ạ. Thành phố Melbourne nằm trên vịnh Phillip nên có nhiều bãi biển xanh đẹp như St Kilda, Brighton, Brunton và Williamtown. Hằng năm đến vào mùa hè thì từ trung tâm thành phố Melbourne đến biển các bạn có thể lái xe chừng 10 đến 15 phút, hoặc cách xa hơn thì khoảng 30 phút là đã đến biển. Rất tiện lợi cho mùa hè khi đi tắm biển các bạn nhé. Vì thành phố mình rất gần biển và khoảng cách đi từ trung tâm thành phố về các cảng biển rất gần. Thành phố Melbourne được thành lập năm 1835 đến năm 1847, và năm 1850 làn sóng tiền vàng ở Victoria và Melbourne trở nên là trung tâm cảng biển phát triển nhất của nước Úc thời thập niên 1847-1850. Các bạn thấy dòng sông Yarra rất là hiền hòa và xinh đẹp bao quanh thành phố Melbourne, và các bạn thấy sự quan tâm của thành phố về môi trường, do đó dòng sông rất sạch và không có một gợn rác trên mặt nước. Đây là điều tuyệt vời vô cùng các bạn. Cuối tuần các người địa phương hoặc là các khách du lịch người ta dạo quanh dòng sông này để thưởng ngoạn và hít thở không khí trong lành và check in những cái bức tranh đẹp. Đây là điều vô cùng tuyệt vời các bạn nhé. Ngày 1 tháng 1 năm 1901, Melbourne trở thành là thủ đô đầu tiên của Liên bang Úc. Tức là trong thời kỳ ban đầu, thủ đô đầu tiên của Liên bang Úc đặt tại thành phố Melbourne từ ngày 1 tháng 1 năm 1901. Và Quốc hội Úc thành lập ngày 9 tháng 5 ở tòa nhà triển lãm hoàng gia, tức là Royal Exhibition, cho đến năm 1927 chuyển về thủ đô là Canberra ngày nay. Ngày nay thủ đô của nước Úc là Canberra, nằm giữa Melbourne và Sydney các bạn. Các bạn thấy bên cạnh dòng sông Yarra là những cái dãy building cao ngất, và nơi đây quy tụ tất cả các công ty hàng đầu trên thế giới. Rất tuyệt vời. Cuối tuần các bạn có thể dạo quanh dòng sông và các bạn có thể mướn những chiếc thuyền nhỏ đi trên dòng sông này, và có thể vừa chèo thuyền và vừa uống cà phê ngắm nhìn
quang cảnh thành phố tuyệt vời quá các bạn. Thập niên 1945-1950, người Âu Châu định cư vào Úc rất nhiều như Thổ Nhĩ Kỳ, người Ý, người Hy Lạp và người Nam Tư vân vân. Và từ thập niên 1970 đến 1980, người Á Châu bắt đầu định cư ở Úc khá đông. Và chính vì thế, khi cả các sắc dân trên thế giới đến định cư ở Úc, nói chung và mấy bên nói riêng, thì người ta phải mang theo cái nét văn hóa truyền thống của mỗi nước đến đây. Chính vì thế, văn hóa nước Úc là một văn hóa tổng hợp rất tuyệt vời các bạn ạ. Cụ thể về văn hóa ẩm thực là nơi quy tụ về tất cả các nước trên thế giới đến đây. Do đó, các ẩm thực của các nước được chế biến từ các sản phẩm của chính những người bản địa. Do đó, chúng ta có cơ hội thưởng thức tất cả các thực phẩm trên thế giới tại thành phố Melbourne nó riêng và nước Úc nói chung. Các bạn thấy bắc ngang giữa dòng sông là con chiếc cầu nối liền hai bên. Một buổi sáng hoặc buổi chiều mà cuối tuần khi chúng ta đi dạo trên dòng sông này và chúng ta thấy rất là không khí trong lành và rất tuyệt vời các bạn. Quốc hội Liên bang Úc được thành lập ngày 9 tháng 5 ở tòa nhà triển lãm Hoàng gia Royal Aviation Building, cho nên đến 1927 chuyển giờ về thành phố Canberra. Melbourne là trung tâm thương mại công nghiệp của Úc, có nhiều công ty quốc gia đã có mặt tại đây. Các bạn thấy đây là những cái biểu tượng văn hóa của Melbourne đang phô diễn trước mặt các bạn. Đây là những cái biểu tượng rất là tuyệt vời của những ngành hàng hải và người ta đã đưa ra đây làm biểu tượng. Các bạn thấy cuối tuần người ta có thể đạp xe đạp hoặc đi bộ chung quanh dòng sông để vừa tập thể dục vừa hít thở không khí trong lành và thưởng ngoạn những ngày cuối tuần thật là tuyệt vời quá các bạn. Nếu các bạn du lịch thành phố Melbourne thì tất cả các tour đều không bỏ qua đi dạo trên dòng sông Yarra River thân yêu của thành phố Melbourne. Đây là một biểu tượng hiền hòa và rất xinh đẹp của thành phố Melbourne các bạn ạ. Sau kia các bạn thấy một chiếc thuyền đã chở các khách đi du lịch tham quan thành phố Melbourne qua dòng sông. Các bạn mua một cái ticket và các bạn sẽ lên chiếc du thuyền này, và chiếc du thuyền sẽ chở đưa các bạn đi từ phía đông về bờ nam của thành phố Melbourne qua dòng sông Yarra. Thật tuyệt vời các bạn nhé, và các bạn có thể thưởng thức những ly cà phê hoặc là check in nhìn thành phố Melbourne một ngày cuối tuần vô cùng tuyệt vời các bạn. Các bạn thân mến, ở Melbourne có hải cảng lớn nhất nước Úc. Melbourne có hệ thống giao thông công cộng, xe điện, xe tram liên thông tất cả các thành phố chi nhánh, rất thuận lợi cho di chuyển công cộng. Melbourne có nhiều di tích văn hóa là tòa nhà Quốc hội, Thư viện Quốc gia, nhà bảo tàng, cung triển lãm Hoàng gia, sở thú Queen Victoria Market, Đại học Melbourne. Queen Victoria Market là nơi mà Tri Liêm trước đây cũng đã có một cái lần gửi đến các bạn các video về chợ Queen Victoria Market trước đây, thật tuyệt vời các bạn. Đó là những ngôi chợ truyền thống cổ xưa nhất thành phố Melbourne, được thành lập năm 1835. Các bạn thấy dòng sông Yarra xinh đẹp và rất là thân thiện của người của thành phố Melbourne, và nơi đây là cái nơi là quy tụ tất cả các du khách cũng như người dân Melbourne sau một ngày một tuần làm việc đi dạo bên bờ sông này để thưởng thức những không khí trong lành và nhìn thành phố Melbourne hiện đại và thân thiện, rất tuyệt vời các bạn nhé. Hiện đại ở Melbourne là một thành phố phát triển công nghệ rất mạnh mẽ, và đời sống người dân ở thành phố Melbourne nói riêng và nước Úc nói chung rất là trù phú và rất là đầy đủ tất cả các sinh hoạt đời sống của kinh tế của thành phố và của người dân. Thân thiện là nơi đây đã đón bao nhiêu khách trên thế giới đến định cư và làm việc. Quả thật đây là một thành phố rất hiện đại và thân thiện của Melbourne, Úc chào các bạn. Các bạn thân mến, nhiều năm Melbourne được chọn là một thành phố lý tưởng của thế giới.
có đời sống cao, nơi thu hút rất nhiều du học sinh đến đây, và nơi cũng thu hút rất nhiều các nhân tài của các nước trên thế giới về định cư tại Úc qua visa định cư tay nghề diện cao để làm việc và định cư ở nước Úc, và xây dựng nước Úc càng ngày càng phồn vinh và phát triển. Các bạn thấy dòng sông Yara trước mặt các bạn, bên cạnh những cái du thuyền đang đón khách đi và những chiếc cano cuối tuần người ta đã bơi lội trên thành phố Melbourne rất là thanh bình và an nhiên tự tại, là một điều tuyệt vời các bác nhé. Khi đi dạo chung quanh thành phố Melbourne nói chung và dòng sông Yarra nói riêng thì người ta rất an nhiên tự tại, từng bước và thong thả dạo ở thành phố ở dòng sông này. Và nếu tiện, các bạn sẽ ngồi một quán cà phê nào đó bên cạnh uống một ly cà phê. Các bạn có thể chọn những loại cà phê khác nhau, Ý, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, vân vân, và các bạn uống và nhìn ra dòng sông để thưởng ngoạn ý nghĩa một cái ngày cuối tuần thật là tuyệt vời sau những thời gian làm việc trong một tuần rất tuyệt vời các bạn. Các bạn thân mến, thành phố Melbourne là thành phố lớn thứ hai nước Úc sau Sydney, là một trong những thành phố được thế giới bầu chọn là thành phố có cuộc sống phong phú, thân thiện trên thế giới, và có nhiều di tích lịch sử văn hóa có tầm cỡ quốc tế. Các bạn thấy trước mặt các bạn đây là một cái con đường Blinder Street, trên đường có các bạn thấy những tàu lửa qua những cái cầu cao trên. Sau khi những cái tàu lửa này đã đi sâu lòng đất thành phố Melbourne, trong chu vi của thành phố Melbourne lộ sâu 50 mét, bây giờ đã lên mặt đất và qua chiếc cầu này thật là hiện đại. Các bạn nhìn thấy dưới xe chạy trên những cái tàu xe lửa, đó là một thành phố quá hiện đại và văn minh các bạn ạ. Các bạn thân mến, để khám phá một thành phố đầy tiềm năng và sự hiện đại của thành phố này rất kỳ diệu và mới lạ, là một chuỗi đề rất là phong phú và hấp dẫn. Do đó, khi đến thành phố này, một điều chúng ta không quên là dòng sông Yarra River, viên ngọc quý thành phố Melbourne. Các bạn thân mến, cho đến bây giờ Tri Liêm cũng xin thành thật cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi các video clip của Tri Liêm trước đây và cũng như sau này. Mong các bạn giới thiệu cho các bạn bè cùng xem, nhớ subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ Tri Liêm. Tri Liêm xin thân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. Hẹn gặp lại với các bạn trong những video clip sắp tới. Tri Liêm xin chân thành cảm ơn các bạn. From Tri Liêm, Melbourne, Australia. Trân trọng thăm chào các bạn.